Chào tất cả mọi người đang theo dõi livestream của Resort Loan Trịnh Chương ạ. Chào bác Mèo Mèo ạ. Chào tất cả mọi người. Chào em Hậu Trinh nhá. Chào tất cả mọi người đang theo dõi livestream gì ạ. Cảm ơn tất cả mọi người buổi sáng ngày nay có bông hồng xòe phấn đang nở thì cũng mời mọi người ngắm hoa cùng Trịnh Chương ạ. Chào bác Nguyễn Toan. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào bác Vũ Lý Nam. Chào bác Phan Chiến. Do dạo này Trịnh Chương hay livestream bằng Facebook cho nên là Trịnh Chương thỉnh thoảng sẽ livestream buổi trưa bằng fanpage Resort Loan Trịnh Chương. Để cái sự tương tác của fanpage dần dần sẽ thay thế Facebook Trịnh Chương mọi người ạ. Hôm qua Hậu đâu không đến với anh, chắc là về muộn đúng không? Chào bác Nguyễn Thành Trung ạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào bạn yêu Hà Thành Trung, cảm ơn bạn rất là nhiều. Em chào anh Nguyễn Chất ạ. Trần Triệu Vũng Tàu, chào anh ạ. Chào bác Tôn Thất Hưng. Chào Xuân Hoàng. Chào anh Nguyễn Cường. Thời gian này thì đúng là Facebook có tương tác rất là nhiều, cho nên là livestream của Trịnh Chương về cả Facebook và fanpage vẫn chưa đạt hiệu quả cao, và nó cũng ảnh hưởng khá lớn đến cái việc mà cùng anh em xây dựng thị trường. Bởi vì nếu mà tương tác mạnh hơn thì sẽ nhiều người tham gia trong livestream tốt hơn mọi người ạ. Chào em Hà Dược, chào Huỳnh Long, cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người ngắm vườn trưa cùng Trịnh Chương chút ạ. Em chào anh Đoàn Chữ Ngô. Chào bác Dương Văn Bình. Hôm qua là một ngày sinh nhật Trịnh Chương, nhận được rất là nhiều những lời chúc của rất nhiều anh chị em. Trịnh Chương xin phép được cảm ơn tất cả mọi người. Rất là nhiều những comment, rất nhiều những tin nhắn, cả Zalo lẫn Facebook fanpage thì có đến hàng nhiều, có đến hàng nghìn, hơn nghìn lượt những câu chúc mừng mà Trịnh Chương không thể chào hết, cảm ơn hết mọi người thì mọi người hết sức thông cảm cho Trịnh Chương ạ. Chào bạn Ngọc Dũng, chào bác Phạm Điệu. Mời mọi người ngắm vườn hồng Nguyên Thủy Trịnh Chương ạ. Chào bác Vân Lan Thành Long. Chào 76 người đang theo dõi livestream gì nữa ạ, Trịnh Chương ạ. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Đây là chậu tác phẩm hồng xoài phấn. Chào anh Nguyễn Đông ạ. Mời mọi người ngắm chậu hồng xoài phấn ở giữa mùa đông này. Do nở kích cho nên là cái khuôn của nó vẫn chưa đạt được yêu cầu mọi người ạ. Và cái lưỡi nó vẫn chưa được mở. Nếu mà hoa nở tự nhiên sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nên là khi mà hoa kích và trái vụ thì sẽ không giữ được đúng cái khuôn cũng như là thậm chí là cả màu nữa. Đặc biệt với bông hồng, cho nên là khi mà cây nở như thế này thì mọi người cũng đừng, đặc biệt là đừng hoang mang và đừng nghĩ rằng cây xấu. Tất cả những cây lan phải được nở trong điều kiện là cây được ăn nhiều cái, tức là cây phải được tích chất tốt, và hai nữa rằng là phải nở tự nhiên và làm sao cả một chùm hoa. Còn nếu một nở một bông hoa một thì cũng chưa nói lên được cái điều gì lắm mọi người ạ. Chào bác Hà Dược, chào Huy Hoàng, chào Trường Nguyễn Văn ạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Đây là một cái chậu tác phẩm hồng xòe phấn.
rất là khủng. Mà Trương đã giao lưu với anh em Hưng tại Hải Phòng. Thời điểm này để có những bông hoa như này cũng rất là ít, rất là hiếm. Và thực ra là, nhưng mà đối với hồng xoài phấn thì kích hoa cũng rất dễ. Nên chị Trương cũng tin tưởng rằng nếu mà bây giờ mà làm hoa từ bây giờ để đến Tết thì với cây hồng xoài phấn thì không hề khó mọi người. Có khi dễ hơn cả Phú Thọ. Đây mọi người xem, cây hồng xoài phấn rất là đanh cây. Nên chị Trương nghĩ rằng về cái hướng tương lai thì nó sẽ là một cái cây để làm hoa Tết tối ưu so với rất nhiều các cây khác. Khi mà cây đã đang chúm chín nụ và đang chuẩn bị hé mở, mọi người nhìn xem cái màu đang vỡ nụ ra thì đã nhìn thấy cái màu hồng rồi, chứ không phải màu tím nữa phải không ạ? Đoàn Mạnh Sang, xòe phấn thực ra rất đẹp, nhưng đấy là cái bông hoa nở trái vụ và nở kích. Thực ra với Trinh Trương nhìn thấy nó vẫn là đẹp, bông hoa nào cũng đẹp, nhưng mà khi nở kích thì sẽ không giữ được phong độ nhiều. Nhưng mà như thế này thì Trương thấy cũng vẫn là đẹp, chứ không phải là xấu. Cái màu của nó vẫn là màu hồng đặc trưng. Mà gần như là cái khoảng mắt nó không, tức là không có sự ranh giới giữa mắt và cái khoảng phân thủy bên trong. Đúng rồi anh chưa ạ. Đây là bông hoa ở trái vụ. Chào bác Chí HP Hưng. Khi mà cây nở trái vụ thì sẽ không đạt được tông màu chuẩn mọi người ạ. Nhưng mà giữa cái sắc trời, giữa tiết trời mùa đông như này mà có được cái đang chuyển sang mùa đông này mà có bông hoa như vậy này thì chúng tôi nghĩ rằng là một điều rất là quý rồi mọi người ạ. Hoa kích có khi nào ra mũi màu không? Thực ra kích đã dùng thuốc rồi thì cái tỷ lệ ra mũi màu là chuyện bình thường, cũng không có gì là khó khăn cả. Chào Huy Võ, chào tất cả mọi người. Hồng xòe và hồng phấn thì riêng về cái khuôn và tức là bông hoa thì Trương thấy nó gần như là một, chứ chẳng khác nhau đâu bác Hoàng Nhân ạ. Chào anh Tuyên Nguyễn Quang. Thế cho nên là Trình Trương và anh em đã thống nhất gọi tên, ghép tên hồng xòe với phấn là hồng xòe phấn. Chào anh Mai Dương, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Và theo như lịch thì Trình Trương sẽ tối nay sẽ đã hẹn trước mọi người hôm qua rồi, bởi vì ngày hôm qua là ngày sinh nhật Trình Trương nên Trình Trương không live stream, thì sẽ tổ chức live stream để giao lưu với anh chị em vào tối nay trên Facebook Trình Trương vào 19:30 mọi người ạ. Nên mong được cái sự tham gia đông đảo của tất cả anh chị em yêu lan cả nước. Cảm ơn bác Hà Đông Phương. Khi mà hoa, chị Trương nói lại là hoa nở trái vụ thì chúng ta không thể nào, và đặc biệt hoa kích thì không thể nào xác định đây là bông hoa chuẩn của nó được. Chúng ta chỉ đánh giá được sơ bộ một phần nào đó thôi, kể cả những bông 50 trắng cũng vậy. Cho nên là rất nhiều những bông hoa mà nở kích thì rất là thiệt thòi mọi người ạ. Sẽ không khoe được sắc đúng cái vị thế của nó. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ và chính Trương ra lên giao lưu với mọi người một chút để khởi động lại cái bản thân mình, và hai nữa là để cho cái fanpage có tương tác được nhiều hơn, và mong trong lần tới anh em sẽ theo dõi những cái bài đăng, kể cả bài live stream trên Facebook và fanpage Trình Trương. Fanpage sẽ liên tục đăng những sản phẩm cây lan để giao lưu với tất cả anh chị em. Và về giá thì mọi người có thể inbox cho fanpage Trình Trương hoặc là xem kết bạn Zalo 0857586688 để biết giá trị của một số các cái cây lan mà Trình Trương đang trên Facebook hoặc là đang giao lưu, đặc biệt là trong những live stream. Chào. Và trong những cái
livestream của chính Trương á, thì chính Trương sẽ tổ chức những cái game mini. Và cái thể lệ chính Trương xin nhắc lại như sau này. Thứ nhất đó là mọi người đầu tiên là phải chia sẻ lên trang cá nhân. Bắt buộc phải chia sẻ lên trang cá nhân là được đầu tiên. Thứ hai là ít nhất là hai hội nhóm nữa thì sẽ có cơ hội tiếp theo. Tiếp theo nữa là mọi người khi mà ai thì mọi người hãy chụp lại màn hình những cái chia sẻ đó và gửi vào Zalo số hotline 0857586688. Và thị trường sẽ lựa chọn 10 người gọi số điện đến nhanh nhất khi hai số đuôi của số điện thoại đó của người đó trùng với hai số may mắn ở trên màn hình mà chính Trương đã tạo game, thì chính Trương sẽ lọc trong 10 người đó vào hôm sau xem là ai là người làm đúng các hai cái điều kiện, ba cái điều kiện bên trên, tức là đầu tiên đó là chia sẻ các cá nhân, thứ hai đó là chia sẻ lên ít nhất hai hội nhóm nữa, tức là ít nhất là phải ba lần chia sẻ, trong đó có một lần chia sẻ cá nhân và phải gửi vào Zalo số hotline 0857586688. Và trong đó, trong 10 người đấy thì chính Trương sẽ ưu tiên ai là người chia sẻ nhiều nhất mà đã làm đúng thủ tục các bước trên thì chính Trương sẽ trao cái quà tặng mini cho game đó cho mọi người. Thứ hai là nếu mà hai người mà trùng số lượt chia sẻ như nhau thì chính Trương sẽ căn cứ theo cái thời gian nhanh nhất mà số điện thoại ấy, tức là sẽ xếp theo thứ tự từ khi mà trùng số chia sẻ như nhau này, ví dụ là 20 lượt chia sẻ thì chính Trương sẽ căn cứ và ai sẽ gọi điện sớm hơn. Đấy là những cái nội dung mà chính Trương cái thể lệ game mà chính Trương đã up lên và ở trong cái bài đăng trước đây. Và chính Trương sẽ công bố cái người thắng game trong ngày hôm sau trên chính fanpage gì giọt văn chính Trương mọi người ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi livestream của chính Trương. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ. Đây là mọi người nhìn xem cái tác phẩm Hồng Xoài Phấn cực kỳ đẹp mọi người ạ. Hồng Xoài Phấn thì ra chơi thân lá không đã thấy yêu rồi. Và không hiểu mọi người nào nhưng mà chính Trương nhìn thấy những cây Hồng Xoài Phấn rất là cảm xúc mọi người ạ. Rất là to, rất là đẹp. Và chơi gì thì chơi, chúng ta phải yếu tố bông hoa đẹp là đầu tiên. Thứ hai là hướng đến tác phẩm nhiều thân và sau này là một tác phẩm có ý nghĩa mọi người ạ. Đây nữa này, cực kỳ đẹp đúng không ạ. Và Trương sẽ cố gắng làm cái hội chợ hoa lan vào cuối tháng, vào 26 tháng 11 này, 26, 27, có gì chính Trương sẽ thông báo lại trên Facebook sau. Cảm ơn tất cả mọi người đang theo dõi livestream chính Trương buổi trưa nay. Chúc mọi người thật là nhiều niềm vui. Chính Trương xin phép được dừng live, mặc dù là mới livestream một ít nhưng bây giờ cũng vào buổi trưa rồi để cho mọi người nghỉ ngơi. Và chính Trương sẽ hẹn mọi người vào tối nay 19:30 trên Facebook chính Trương. Sẽ có rất nhiều các điều thú vị và thực sự là rất là cảm xúc và gây cấn. Đặc biệt là cơ hội để nhận những cái phần quà giá trị. Nhưng mọi người hãy nhớ với chính Trương là hãy comment cả, xin lỗi, là trong cái điều kiện mà thể lệ tham gia thì ngoài chia sẻ trên trang cá nhân này, trên hội nhóm này, là phải cả comment cái số điện thoại của mình vào nữa. Và nhưng comment số điện thoại thì hãy lấy số điện thoại chính chủ có Zalo của mình. Và số điện thoại chính chủ đấy sẽ kết bạn với số Zalo hotline của chính Trương 0857586688. Và đồng thời chụp toàn bộ màn hình những cái những cái chia sẻ đó của mình và chuyển vào Facebook, Zalo hotline của chính Trương và để quá trình tạo game. Và anh em hãy cố gắng là khi bước vào livestream cái mọi người hãy làm luôn việc này và sau đó chuyển luôn vào kết bạn luôn Zalo với chính Trương và chuyển toàn bộ cái hình ảnh đấy vào cái Zalo của chính Trương luôn. Sau đó là chúng ta sẽ chờ xem cái may mắn khi hai số may mắn trên màn hình điện thoại chính Trương hiện ra thì mọi người gọi điện nhanh nhất mọi người ạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người thật nhiều niềm vui. Ngày hôm qua là ngày sinh nhật của chính Trương rồi và hôm nay chính Trương sẽ
tối nay sẽ dành hết tất cả những cái cảm xúc, tâm huyết, những tình cảm, tình yêu con Lan của mình để giao lưu với mọi người. Chúc mọi người mong mọi người hãy đồng hành cùng Chí Dương để chúng ta tiếp tục tiếp lửa và xây dựng thị trường con Lan bền vững nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Chí Dương sẽ ghép được xuống like.